hai bước nữa, 4, 5 quẹo trái, rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ sẽ mở mặt nạ hai bạn ra đi ạ. À, rồi chào hai bạn. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí của mình rồi, bây giờ hãy giới thiệu thật lớn, to, rõ ràng cho đối phương có thể nghe được mình. Mời em trai. À, chị Cát Tường cũng như ban biên tập chương trình, em tên là Nguyễn Thanh Nguyễn, nay 34 tuổi, hiện làm mở tiệm, làm nghề thợ hàng ở nhà, tại gia đình. Tự làm luôn? Dạ. Nhà ở đâu? À, quê em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Miền Tây ha. Dạ. Bây giờ sống ở đâu? Dạ, sống ở nhà, là nơi địa chỉ em làm luôn là ở nhà. Địa chỉ em ở nhà mà ở nhà ở đâu? Nhà ở 11/10 Học Lạc, phường 8, thành phố Mỹ Tho. À, ở Mỹ Tho hả? Mỹ Tho chị. À, Mỹ Tho. Là mình đang sống với ai? À, sống với ba mẹ, với đứa em trai nữa hả? Rồi làm cái thợ hàng vậy đó, làm với ai? Làm với đứa em. Rồi là ai, là hai anh em, ai làm chủ ai? Hai anh em thì nhà hai người nhận công trình thì chia nhau làm, chứ không ai làm chủ ai. Không ai làm chủ ai hết, tự làm kinh doanh ở nhà. Ủa nãy nói năm nay nhiêu, 33 hả? 34 chị. 34 tuổi, rồi còn em? Em chào chị Cát Tường, chào anh. Em tên là Bích Hồng, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện nay em đang làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nói lớn lên xíu nè cho anh Nguyễn anh nghe nè, tên Hồng phải không? Dạ, em tên Bích Hồng. Là sinh năm nhiêu? Dạ, em sinh năm 1986. 86, dạ. Bên đây là 85. Dạ. Rồi, vào Nam lâu chưa? Dạ, em vào 15 năm rồi. 15 năm, hiện nay là Hồng đang làm công việc gì? Dạ, em làm công việc văn phòng. Văn phòng. Công ty gì? Dạ, công ty truyền thông. À, làm công ty truyền thông, là chuyện làm bên báo chí đồ hả em? Dạ. Sau đó giờ không thấy phỏng vấn viết bài gì cho chị hết vậy? Dạ, chắc sau dịp này. Mình hiện tại mình đang sống với ai trong này? Em sống với em họ. Em họ. Em đi Mỹ Tho lần nào chưa? Dạ, em có. Thật ra Mỹ Tho cũng gần, là bây giờ đi hết cao tốc là tới phải không? Thì đây tiếng gửi. Tiếng gửi, tiếng gửi về bao lâu lên thăm bạn gái được lần nếu mà quen nhau? Thời gian dành cho bạn gái thì rất là nhiều. Rất là nhiều. Chạy lên Sài Gòn là bao lâu lên được lần? Có bạn gái trên đây thì sắp xếp từng điên lận. Từng điên lận, lần điên từng. Cái đó thì hên xui. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thích chơi thể thao, em thích đi du lịch, nghe nhạc. Rồi em cũng thích làm những công việc thiện nguyện cộng đồng. Còn điểm mạnh của em thì em khá là thân thiết, hòa đồng. Điểm xấu thì chắc là hay nóng tính. Nóng tính. Rồi thi thoảng cũng hơi bề bộn chút. Mà nãy em nói quê em đâu? Là em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa là sao, liên quan gì tới bộ đồ này? Đâu phải dân miền Tây. Em có sở thích là tìm hiểu văn hóa các vùng miền Việt Nam. Để qua cái quá trình đó thì em cũng có sưu tập một số bộ đồ liên quan đến các dân tộc ở trong đất nước Việt Nam. Thì cái bộ đồ này là một trong số những cái sưu tập đó. Tôi nghi bữa nay có điềm. Tại sao không bận ở những cái miền khác? Tại sao hôm nay lại chọn cái đúng bộ đồ này? Mà bộ đồ này là cái nét đặc trưng của dân miền Tây. Em biết ta mặc gì không? Áo màu ba. Đó. Là biết bữa nay gặp em rồi, dân Mỹ Tho rồi, đúng không? Như là hôm nay là có duyên với nhau rồi đó. Bây giờ bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em sao? Điểm mạnh thì em cũng hòa đồng, hay nói nhiều, tính tình thì cũng vui vẻ. Còn điểm yếu là cũng lo xa, mà hay cũng tự ái cao. Đôi khi nó nói trong chuyện tình cảm thì có nhiều cái là cũng thờ ơ với bạn, với người khác phái. Nhưng mà cũng nhiều lần thì sau lâu này, lâu ngày thì cũng rút kinh nghiệm ha. Vậy thì tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Thì em trải qua cũng nhiều mối tình. Nhiều là mấy? Đếm hết nổi không? Ngón tay, ngón chân đếm đủ không? 15 cho tới 20. 15 cho tới 20. Trời ơi, thiệt tình dễ sợ luôn. Được. Thanh niên, nam nhi chi chí, có sao nói vậy. Mà mối tình sâu đậm nhất á, là được mấy mối, mối nào? Sâu đậm nhất là chỉ có khoảng hai mối tình, mối tình đầu. Với mối tình sau khi đi bộ đội giấc ngủ về. Có đi bộ đội nữa? À có. Khỏe ha, mà sao đi bộ đội về để phát tướng vậy? Thì vô môi trường quân đội ăn uống đầy đủ, rồi thể dục thể thao đầy đủ rồi mới phát tướng. Vậy á hả? Rồi cái mối tình thứ hai đó, rồi sao chia tay? Mối tình thứ hai đó là do bị bạn gái cắm sừng nên mới chia tay. Cắm sừng chia tay vui quá mập luôn. Quen bao lâu mà bị cắm sừng? Cũng khoảng 1 năm. Rồi sao mình phát hiện ra? Thì vô tình trong một cái bữa tiệc đi sinh nhật của bạn, một đứa bạn chơi chung, người trai kia lại rước bạn nó đi. Ủa là sao? Có nghĩa là trong một cái tiệc sinh nhật của một người bạn chung của hai đứa.
Thì thời điểm đó lúc mà ăn uống nhậu xỉn rồi, xỉn say rồi, cái người đó mới lại, cái thằng bạn trai của người bạn gái mình nó mới lại rước người đó đi. Mà đi luôn. Đi không luôn. Để rút mặt không để mũi gì hết trơn. Thì đó là cái, thì cảm thấy lúc đó là cái sừng nó mọc nó hơi dài dài xíu nên rút lui. Chắc bên kia đang ghen tuông gì đó, tới nơi rước đi luôn đúng không? Cái đó thì không biết. Rồi nhưng mà sau lần đó có gặp nhau đối chất hay nói chuyện gì nữa không hay là? Là sau lần đó là âm thầm lặng lẽ rút lui. Là hiểu luôn đó, cái bữa đó bị rước đi là hiểu luôn á. Cũng buồn khoảng thời gian cũng tháng hay tháng rồi cũng từ từ cũng ngoài. Rồi sau đó quen một người cũng chung, bạn gái cũng chung trường nữa. Rồi cũng, sao nữa, bị gì nữa? Cũng thì lúc đó người đó thì bên nào nội người đó kêu về lấy chồng. À, có mối tình nào gây cấn nữa không? Có những sự kiện gì éo le nữa không? Sau khoảng thời gian nó cũng có quen nữa. Ừ. Rồi có những... Bị cắm sừng nào nữa không? Không có bị cắm sừng nữa mà kỳ này bị đàn áp. Bị đàn áp là sao em? Trời ơi, em là bị đàn áp. Giống như là đòi hỏi buộc là phải giờ là đặt đưa em vô hoàn cảnh là bây giờ để cho có con được hai đứa đứng đến đám cưới. Không hiểu người đó yêu em quá hay sao? Cái đó có thể là quá yêu hay sao đó thì không biết. Lúc đó là mình đàn ông mình bị vô cái thế bị động làm sao yêu lại được chị? À như là chứ mới quen chưa gì trơn là cứ ép cưới không à? Thì bây giờ là muốn đạt được mục đích mà để cho dẫn đến có thai mà để đến cưới luôn. À mà em không chịu luôn, em từ chối luôn. Trời ơi em men quá, em từ chối luôn. À, từ tại dân hiến mà em từ chối luôn. Thì lúc đó thì cũng mới 24, 25 tuổi thôi, mới ra trường mới học nghề được 1, 2 năm. Chưa có ổn định mà bây giờ ràng buộc vô cái thế đó là sao được. Rồi bây giờ ổn định chưa? Sau 10 năm thì nó đã ổn định rồi. À, rồi bây giờ muốn cưới chưa? Bây giờ thì ví dụ như quen bạn gái thì xác định chỉ có cưới thôi chứ giờ đâu còn như à, cái mối tình mà mối tình gần nhất đây nè mà chia tay rồi lên đây ngồi đây là bao lâu rồi? Khoảng 7 năm. 7 năm? Ủa sao hồi trước đó quen gì mấy chục người nhiều mà sao 7 năm nay không quen ai vậy? Thì giờ tới vô công việc, vô cái nguồn công việc rồi không có quen nữa. 7 năm nay không buồn hả? Cũng đi chơi với bạn với bè rồi đó, có những đứa bạn thân thì gửi đi chơi với tụi nó thôi. Thề đi. Chỉ yêu thầm thôi chứ yêu không quen. Yêu thầm hả? Mắc mới gì yêu thầm mà không khai thì à? Thích thì thôi. Giờ cái kinh nghiệm gù gái nó bị lục rồi. À, gù gái bị lục rồi giờ đi mài lại đi nha. Rồi còn em sao em? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. À, cũng cảm thấy là quan điểm nó không hợp nhau nên là không tiến tới tương lai. Ừ. Mối tình mà mới chia tay đây là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng tính bằng nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi, mình quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu thì chắc khoảng 5-6 năm từ thời học sinh kiểu lâu sinh viên. Còn mối tình thứ hai? Sau đó thì cũng được gần 2 năm. Mấy năm nay tại sao không quen được ai? Lười quen rồi cũng lo công chuyện xong rồi nó thời gian trôi nhanh quá mình cũng có lục nghề yêu giống như anh này không? Em tính học câu đó chị. À lục nghề. À, bây giờ thôi cố gắng mài lại, hai bên ráng mài lại nha. Thế bây giờ nếu em tìm được một người vừa ý thì em nghĩ bao lâu em sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ chắc là sớm qua năm hoặc là qua năm kịp không? Ừ, đừng có nói tay gài nha, cái này em muốn, bây giờ em muốn bao lâu tiếp em đâu nha? Có nói bây giờ là tới giai đoạn này là toàn là tự nguyện em hết bị gài rồi. Bị gài rồi nhưng mà mình đã sẵn sàng tâm lý để đám cưới chưa? Đã sẵn sàng rồi. Ok, mình mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hiểu chuyện về ngoại hình. Ngoại hình thì sao cũng được, mình cũng có điều kiện, mình cũng đẹp trai, cũng ông chủ đồ, sao cũng được là sao? Dạ anh muốn cao thấp nhiêu, mập ốm sao, mắt mũi tóc tai đồ sao? Thấp hơn em chút là được rồi. Chứ em cũng không đòi hỏi mà phải cao quá. Ừ. Mà cũng phải đẹp, không đòi hỏi là phải đẹp quá. Rồi, thích bạn gái tính cách như thế nào? Hơi khó khăn, hơi dữ một chút. Vậy tại vì thứ nhất giữ là sẽ được, mình sợ là mình sẽ giữ được mình sau này. À kinh nghiệm tình trường mấy chục mối tình mới kinh nghiệm được nhiêu đó đó. Kiếm bạn gái giữ sao em, nhắm em có giữ nổi không? Dạ cũng có lúc em giữ. Giữ phải không? Dạ. Chị thấy cũng được, có vẻ trị được đó. Thế còn em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Dạ em thích một người gọi là có bản lĩnh trong cuộc sống. Ừ. Man một chút. Ừ. Cả về gọi là ý chí lẫn thể lực. Ừ. Người mạnh khỏe về thể chất và mạnh khỏe về tinh thần. Ừ. Có đem hình theo không? Thử cảm giác đầu tiên hai người coi có nhận ra nhau giữa dòng đời xô đẩy hay không nha. Trời đất ơi, có cổ chồng á, gán kiếm đi. Trời ơi, hình mà cũng con gái không ha. Gán coi đi em, cái hình mà con gái còn nhiều hơn con trai nữa. Ráng banh banh ra rồi kiếm ảnh đi, ảnh nó trống luôn đó. Một anh, hai anh, ba anh, có bốn anh chứ nhiều. Bốn anh, năm cô, rồi kiếm đi. Có đặc điểm gì cho gợi ý cho người ta một cái một nhẹ nhẹ sương sương nè. Mặt tròn dạ. Hết, được rồi, không có mượn nhiều. Bên đây, tìm thấy cổ chưa? Ai? Đây. Ủa sao chọn cái cô nhắm mắt nhắm mũi vậy? Thì suy nghĩ thôi chứ đâu biết được. Bao nhiêu cô mở mắt đẹp không chịu chọn cô nhắm mắt.
là thích cô đó phải không? Cổ phải không? Ngồi tôi gả cổ nha. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mời hai bạn chúng ta sẽ xem kiểm tra sau cái bài test đầu tiên, cảm nhận đầu tiên sau mấy phút nói chuyện mình. À, tưởng mấy người nói đang nói chuyện với nhau đơn giản không chẳng nào. Mình năm nay quê thầy cũ này thầy cảm thấy thế này. Dạ, anh đang làm nghề gì anh? Mình đang làm nghề mộc. Dạ, là thợ mộc hả? Anh tên gì anh nói lại là em chứ là em mình không nghe rõ. Tên Nguyễn Hồng Sơn tên. Anh Sơn. Rồi. Anh đang ở Hà Nội với ai vậy anh? Với cả bố mẹ. Với cả các cháu em ạ. Các cháu là con của anh hay sao? Một đứa của anh và một đứa của chú nữa mà. Dạ, mình lại có chủ gia đình, mình lập gia đình năm nào và mình lớn hôn năm nào anh? Anh lập gia đình năm 2001 và ly hôn năm 2007. À, 2017. Ly hôn 2017, rồi em mới chỉ sau mình ly hôn rồi anh. Cũng nói chung là về trong cái lý do này thì là coi nó cũng có cái hơi khó xử lý này, vợ này nghe bên nhà vợ ấy. Thế là xong rồi lúc ấy thì đôi khi thì anh cũng bực quá lại là ghen rồi thì anh nên nên khuyên giải rồi nói khó nghe thì nhất là ly hôn thì là anh làm sao ấy cho ly hôn. À, cái điểm của cái đoạn này là mình ly hôn là xảy ra vấn đề gì anh? Cái này thì nói chung là nó cũng không có cãi cọ nhau gì to, không có đánh, không có lấy gì cả. Thì vợ chồng thì đương nhiên là kiểu không biết vợ này cũng vì lý do gì thì là hai hôm trước thì cũng cứ ra ngoài ngồi ở trong phòng mình nên có điều hòa không ngồi, xong rồi đến khi ra ngoài ngồi bên ngoài bàn quán bia kia ngồi bên ấy đến tận hôm đầu là ngồi đến 3 giờ sáng, xong rồi anh ấy không nói gì, xong rồi hôm sau nữa ngồi 1 giờ sáng anh ra anh hỏi lý do gì sao ngồi đây, xong thì không vào trong phòng ngủ mà ngồi đây. Thế là khi anh ấy hỏi thế xong thì cô ấy một bên bảo kêu ngồi đây cho mát, anh bảo phụ nữ trong phòng điều hòa đàng hoàng mà sao không ngồi, mày sao ra ngồi cho mát, anh xảy ra từ đấy thôi. Dạ rồi mình hôn 2017 thì từ lúc đó tới nay thì mình có quen mình thấy khác không anh? Nói chung là mình cũng tìm hiểu được một hai điểm khác rồi, nhưng mà thật sự ra người ta kiểu sống sự tăng cảm không trung thực ấy. Người ta có vấn đề kiểu lợi dụng xâm ra anh không thích thế nên là anh mới chia tay. Vì mỗi người anh chỉ có tìm hiểu thời gian ngắn thôi, không dài. Thế là tìm hiểu thấy họ coi nhà có cái kiểu như vậy là anh phát hiện thì ra là thôi anh cũng chia tay mày. Rồi con là mẹ bé cũng có nuôi con không mà con ở trong nhà anh? Anh được hai đứa, hai cháu thì là coi là cháu trai thì ở mẹ anh, còn đâu là cháu gái thì ở mẹ. Rồi vậy thì mỗi người phụ nữ mà anh mong muốn là như thế nào về tính cách bạn hành hay là về công việc thì sao anh? Là người phụ nữ thì đẹp mà ngoại hình thì mình cũng không yêu cầu cao xa gì cả, cũng không phải mà cần phải quá nổi trội hay là cũng đừng có gọi là nó mọi người nhìn được thì mình cũng nhìn được, chủ yếu là cái tính cách thôi. Vì mình kiểu sống theo kiểu cái tình cảm nên là cái tính cách của mình nó nói chung là nó tương đối quan trọng. Tính cách của mình là được
mình sống thì cũng như cánh phụ nữ bên bọn em thôi, chúng quan tâm với nhau rồi à thôi, để bên nhau chăm sóc cho nhau thì nó làm được thôi, còn mình cũng không phải bạn mà quá quan trọng cho mình. Dạ, về việc cái địa lý quê quán của chị đó là hoặc là công việc của chị đó là nó như thế nào? Của chị nào? Cái người phụ nữ tiếp theo mà anh mới quen đó. Nói chung là cái công việc ấy thì mình cũng không phải là đòi hỏi và cũng không quan trọng. Quan trọng là mình nói đúng ra là sống với nhau, nó tình cảm cao thôi. Chứ mình cũng không có đòi hỏi một cái gì mà cũng không quan trọng cho nó. Phải công việc người ta phải làm cao nó kia kia để cũng không để cập tới. Bây giờ về kinh tế của anh mà mình có ổn định không? Cái gì đó đang không có công việc thì anh thấy gì? Anh thấy sao ta anh dễ tính quá. Không, nói thật sự ra thì mình cũng như bao người khác thôi, dễ tính thì mình nói chung là mình nóng tính lắm, nhưng mà đôi khi thì cái nào dễ thì mình rất là dễ, cái nào mà nếu mà mình đã để cho mình bỏ ý thì những cái đấy mình đã để ý thì những cái đấy phải sạch bằng được ngay. Mình nói là thì phải, mình không nói thôi nhưng đã nói là sửa bằng được ngay. Tính mình đấy rồi. Dạ. Còn ví dụ như chị đó ở trong miền Nam hoặc miền Trung được không anh? Cái điều quan trọng là ở đâu đâu nó không quan trọng lắm, mà là bây giờ cái người đó thì đừng có bây giờ kiểu có mỗi mình anh thôi, thì bây giờ nói chung là lấy chồng thì đương nhiên theo thói nhà chồng, còn ví dụ là công việc thì mình có thể là sẽ xem xét tùy theo là cái công việc của cái người đấy nữa. Có thể ví dụ mình đi ít thời gian xong rồi lại về thăm bố mẹ hoặc là có công việc gì đấy thì cái đấy mình trông chờ. Dạ, còn về kinh tế thì hiện ra anh đã ổn định chưa? Ví dụ như là chị đã cũng có gia đình mà có con thì mình có phải gánh vác kinh tế cho gia đình anh hay gia đình của chị đó là con có đỡ không? Nói chung làm sao thì cái vấn đề này con mình thì cũng như làm sao của chị đó thì làm sao ấy. Cứ ứng xử làm sao con mình cũng như con của chị thì cũng như con của anh, mà con của anh cũng như con của chị đấy. Cái quan trọng là của chị đấy là con trai đại gái và mấy đứa được rồi. Có người con trai con gái là anh quan trọng thì em chưa nghĩ được nữa sao vậy? Nói đúng ra ra này này như thế này này, anh nói bằng tâm lý thật luôn nhé, thì tính anh là thẳng thắn không muốn nói vòng vo. Ngay kể cả bây giờ người phụ nữ xét chung về toàn người phụ nữ khi mà đã có con trai rồi thì thường hay chỉ có khi là qua lại các mình chỉ gọi là qua lại, còn nếu như là sự mà để sống thật tâm với nhau cái này 50 chưa dám nói nhỏ được, thì trong khi người phụ nữ mà có người con trai mà người ta đã con trai rồi, thật sự tự đảm bảo đến khi phúc mà trong cuộc sống gia đình mình hôn nhân đi thì kiểu gì cũng sẽ có cái sự va chạm bắt bữa nào cũng sự xô đúng không em? Thì là coi là cái này thì đương nhiên nó sẽ xảy ra, thấy anh chỉ sợ cái câu nói đằng sau thôi. Nếu mà như là sự nói ra những điều đó thì tốt, mà anh chỉ sợ nói ra những các cái điều thật sự nó sẽ gây không tốt và nó sẽ có nhiều điều các cái đằng sau không phải bên ức chế mà cả bên đều biểu chế chứ. Rồi, ví dụ chương trình bên em thì ghi hình ở Hồng Kông Minh á, thì biết là có thể như chuyển vào Hồng Kông Minh để ghi hình đúng không? Cái đấy thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ vào bằng lợi. Dạ, anh làm phạm hộp là chạy nhà anh luôn chứ anh đâu làm trai hả? Đúng rồi, anh là sửa riêng, trước là anh làm tại nhà đây. Nhưng mà bây giờ thì kiểu từ cái thời gian mà nó bị Covid đến bây giờ chung nó cũng đang bị hậu Covid, thì anh lại lên trên Sơn La, anh mở xưởng trên đấy và mua đất trên đấy. Bây giờ hiện đang sửa xưởng và đất trên đấy, có hòa trên đấy. Là anh đang ở Sơn La nhưng mà gia đình anh thì đang ở Hà Nội hả?
Đúng rồi, nói chung là cái đấy là mình đi làm ăn thôi, thì anh cũng tính là cái này là tính làm trong kinh tế thôi mà. Dạ. Rồi, hôm nay để nói chuyện hồng chung nha, bên em có được những thông tin của anh Sơn rồi. Nếu như là có chuyện nào phù hợp với những tiêu chí của anh Sơn thì mình sẽ liên hệ lại anh.